Vâng, xin chào các bạn. Trên tay tôi đang là chiếc Lenovo IdeaPad 720S và đây là một trong những chiếc laptop thuộc phân khúc cao cấp của Lenovo. Và chiếc laptop này thì đang được bán với giá từ chỉ dưới 20 triệu đồng tại cửa hàng ThinkPro và nó là một trong những cái lựa chọn có thể nói là tốt nhất ở cái thời điểm hiện tại nếu như các bạn có cái mức tiền khoảng từ 17 triệu đồng và muốn mua một chiếc laptop có hiệu năng thuộc dạng trung bình khá để giải quyết những cái công việc văn phòng, thậm chí là chỉnh sửa ảnh 2D thì Lenovo IdeaPad 720S là một trong những cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Thì tại sao nó lại tuyệt vời? Đầu tiên chúng ta hãy đi đến cái phần thiết kế và cấu tạo của Lenovo IdeaPad 720S. Đây là một trong những cái phần ấn tượng nhất của chiếc máy này. Chiếc máy này có một cái thiết kế phải nói là cực kỳ gọn nhẹ bởi vì nó được thiết kế theo cái ngôn ngữ viền màn hình siêu mỏng. Đây, chúng ta sẽ có một cái laptop có viền màn hình rất mỏng và vẫn có cái cụm camera ở phía trên. Thì tất nhiên rồi, với cái thiết kế này thì IdeaPad nó sẽ có kích thước tương đương với những chiếc laptop rất là nổi bật, ví dụ như là Dell XPS thuộc cái phân khúc cao cấp hay là HP Envy cùng cái phân khúc với IdeaPad 720S. Đó là một trong những cái sản phẩm mà nổi bật, có thể nói là đối thủ của chiếc IdeaPad 720S. Thậm chí mình đánh giá cái thiết kế của IdeaPad 720S này tuy nó không quá nổi bật bằng cái chiếc HP Envy nhưng nó lại có những cái điểm mà nếu như mình là một người đi mua máy tính thì mình sẽ ưu ái cái IdeaPad 720S này hơn. Đó là gì? Đó là cái thiết kế có vẻ như nó được thừa hưởng cái kiểu thiết kế unibody. Nó không hoàn toàn unibody như Razer Blade hay là chiếc MacBook, tuy nhiên nhìn nó được làm rất là liền lạc bởi vì nó được làm hoàn toàn bằng kim loại. Chúng ta sẽ có một cái mặt trên rất là đơn giản, chỉ có chữ Lenovo được mạ chrome sáng bóng ở đây, còn tất cả đều được sơn phủ anodized. Phía dưới thì chúng ta cũng có một cái miếng nhôm được ốp vào với có tổng cộng là 2, 4, 6, 8, 10 con ốc được bắt vào. Cách cạnh viền thì chúng ta sẽ có những cái đường bo cong rất là mềm mại, nó không sắc sảo và nó không bị cấn tay như cái dòng HP Envy. Nhìn thì nó có vẻ hiền hòa hơn và không được cá tính bằng, nhưng mà nó có một cái vẻ đẹp rất là chìm, nó rất là đơn giản và nó sẽ khiến cho các bạn có cảm giác thân thiện hơn. Đấy, thì cơ bản về thiết kế của Lenovo IdeaPad 720S là như vậy. Đánh giá về cái thiết kế của Lenovo 720S thì mình sẽ nói một cái từ khá là trung tính và khá là dễ chấp nhận, khá là dễ nhìn. Nó không phải quá là nổi bật, không phải quá là xuất sắc, hay là nó không phải quá là góc cạnh. Tuy nhiên cái vẻ đẹp của Lenovo 720S thì nó mang một cái vẻ đẹp nó bền bỉ hơn cái dòng HP Envy. Dòng HP Envy thì mình có cảm giác là nó sẽ bị kiểu như là dùng nó sẽ phải nâng niu hơn, hoặc là cái vẻ đẹp của nó phải mang một cái vẻ đẹp nó hơi bóng bẩy hơn cái IdeaPad là một chút. Còn về cái chất liệu để làm nên IdeaPad 720S này thì mình có cảm giác nó được làm khá là chắc chắn và nó được cấu tạo từ những cái vật liệu kim loại và dày bản, cho nên là mình cảm nhận được cái sự chắc chắn của IdeaPad 720S hơn là chiếc HP Envy. Mình có cảm giác yên tâm hơn khi sử dụng cái chiếc Lenovo IdeaPad 720S này hơn. Mở máy ra thì chúng ta sẽ có một cái chiếc laptop có viền màn hình mỏng như mình đã nói ở phía trên. Về cái chất lượng gõ phím trên chiếc laptop Lenovo 720S này thì thực sự nó được Lenovo làm rất là tốt và nó tốt hơn những chiếc laptop đối thủ như là Dell XPS hay là chiếc HP Envy. Bởi vì cái layout bàn phím của Lenovo trên cái dòng Yoga hay dòng ThinkPad và bây giờ là dòng IdeaPad cao cấp, những chiếc IdeaPad cao cấp thì được Lenovo làm cái layout bàn phím rất là hợp lý. Đồng thời cái chất lượng khung gầm của chiếc máy này phải nói là khá là ấn tượng, nó sẽ cộng hưởng lại và cho chúng ta một cái cảm giác gõ phím rất là tốt. Đấy là cái trải nghiệm về gõ phím. Về cái trackpad của Lenovo 720S thì chúng ta sẽ có một cái trackpad có kích thước khá là lớn và được làm rất là trau chuốt. Chúng ta sẽ không thấy được cái sự rẻ tiền nào bất kỳ ở trên chiếc laptop này, mặc dù cái chiếc laptop này không phải là chiếc laptop thuộc phân khúc cao cấp nhất của Lenovo. Về cái trackpad, quay lại với trackpad thì chúng ta sẽ có cái đường cắt kim cương ở xung quanh và trackpad được phủ kính, một lớp kính rất là cao cấp. Chính vì vậy mà nó sẽ cho một cái cảm giác gì thoải mái hơn và chính xác hơn chiếc HP Envy. Bên cạnh tay phải thì chúng ta sẽ có một cái bảo mật vân tay một chạm và tất nhiên rồi nó sẽ rất là nhanh chóng để chúng ta có thể mở máy ra mà không cần phải gõ password. Bên cạnh phải thì chúng ta sẽ có một cái USB Type-A và một cái cổng jack tai nghe kiêm jack mic. Và đồng thời thì Lenovo vẫn rất quen thuộc, họ cung cấp cho chúng ta một cái lỗ để reset máy khi mà các bạn gặp vấn đề về bảo mật hoặc là gặp vấn đề về phần mềm thì các bạn chọc một cái que tăm vào đây thì chúng ta sẽ có thể recovery chiếc máy này lại cái trạng thái ban đầu. Đó là một trong những cái tính năng khá là lâu đời của gần như rất nhiều cái chiếc laptop cao cấp
của Lenovo, ví dụ như Lenovo ThinkPad, và bây giờ được trang bị trên chiếc Lenovo IdeaPad 720S. Ở bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có một USB Type-C, một cái đèn báo sạc, một cái USB Type-A nữa và một cái USB Type-C chuẩn Thunderbolt. Có nghĩa là cái với những mức giá chỉ dưới 20 triệu đồng mà chúng ta đã được trang bị một cái máy có cái giao tiếp cực kỳ hiện đại, là cái giao tiếp Thunderbolt, giúp cho chúng ta có thể xuất ra cái màn hình 4K. Rồi, và đó là những cái điểm đặc biệt trên chiếc Lenovo IdeaPad 720S. Chúng ta sẽ đi đến với những cái phần rất là chung chung của chiếc máy này, đó là hiệu năng. Thì tất nhiên chiếc máy này sẽ được trang bị những cái CPU đến từ Intel, cũng như cái cấu hình tương tự như những chiếc laptop khác đến từ các hãng khác. Và hiệu năng không phải là một cái điểm quá nổi bật của chiếc máy này, bởi vì nó là một chiếc Ultrabook và nó dành cho những cái đối tượng văn phòng hoặc là chỉnh sửa ảnh 2D, vẽ vời 2D. Đấy, những cái nhu cầu mà nó thuộc cái phân khúc trung bình trở xuống. Chiếc máy này thì nó sẽ có những cái option như sau tại cửa hàng ThinkPro. Đầu tiên là Core i5-8200MU cộng với cái GPU là MX150. Cái option thứ hai là option Ryzen 2500U và card đồ họa là Vega 8. Cái tùy chọn cấu hình thứ ba đó là cái tùy chọn Ryzen 2700U và card đồ họa là Vega 10. Thì những cái cấu hình khác nhau thì sẽ cho những cái hiệu năng khác nhau ở một cái khoảng vừa phải thôi. Những cái cấu hình này thì nó sẽ mạnh hơn nhau một chút, và cụ thể như thế nào thì mình sẽ có một bài đánh giá sau về cái cấu hình này. Tuy nhiên thì tất cả cấu hình ở đây thì nó đều phù hợp cho cái nhu cầu chỉnh sửa ảnh 2D hoặc dựng video ở cái nhu cầu cơ bản trở xuống thôi. Và nó không phải cái cấu hình dành cho các bạn chuyên gaming hay các bạn quá chuyên về đồ họa dựng phim. Thì đó là đối tượng mà sử dụng được những chiếc máy này, Core i5, Core i7 hay là Ryzen 2500U, Ryzen 2700U. Thì các bạn có thể lựa chọn những cái cấu hình khác nhau dựa vào cái mức tiền khác nhau của bản thân mình. Tiếp theo, một cái phần rất đáng chú ý đó là cái chất lượng màn hình của chiếc IdeaPad 720S này thì nó có một cái độ phủ màu rất là tốt. Tuy nhiên cái điểm yếu duy nhất trên cái chiếc màn hình này đó là cái độ sáng nó không phải quá cao. Vì vậy nếu như các bạn làm việc ở cái môi trường ngoài trời thì nó sẽ hơi tối một chút. Còn nếu như các bạn làm việc ở trong môi trường văn phòng, trong phòng bình thường thì nó vẫn rất là ổn. Cái phần cuối cùng mà mình muốn nói đến trên chiếc máy này đó là về thời lượng pin. Thì với viên pin 48Wh thì đây là một cái thời lượng pin khá là khiêm tốn của chiếc Lenovo IdeaPad 720S. Thực ra những cái máy mà trong cùng phân khúc như này thì nó được trang bị từ khoảng 46 cho đến 58Wh. Thì chiếc máy này được trang bị 48Wh thì cái thời lượng sử dụng chúng ta sử dụng được nó sẽ rơi vào khoảng 4 đến 5 tiếng. Thì nó đạt ở cái mức khoảng 7/10, theo bản thân mình đánh giá là nó khoảng 7/10, nó không phải quá tốt cũng không phải là quá tệ. Đấy là về thời lượng pin. Tổng kết lại thì chúng ta sẽ có một chiếc laptop IdeaPad 720S với cái chất lượng hoàn thiện, cái thiết kế rất đẹp, cái màn hình tương đối ổn, cân nặng thì phải nói là rất là tuyệt vời khi chiếc máy này là một chiếc máy rất là nhẹ. Về cái độ ồn và phát ra khi sử dụng thì chiếc máy này cũng rất là tốt, thuộc top đầu luôn. Về cái nhiệt độ khi sử dụng thì chiếc máy này cũng thuộc dạng ấn tượng. Cái điểm mà các bạn cần băn khoăn duy nhất đó là về cái thời lượng pin nó chỉ ở mức trung bình. Đồng thời cái phần audio, phần tai nghe, phần loa của chiếc máy này cũng đạt ở mức gọi là trung bình thôi, nó không phải là quá tốt. Đấy là những cái điểm mà mình cần nói đến trên cái chiếc Lenovo IdeaPad 720S. Và nếu như các bạn đang quan tâm một chiếc máy dùng cho văn phòng hoặc là đồ họa 2D mà các bạn quan tâm đến chất lượng hoàn thiện, quan tâm đến cái chất lượng bền bỉ thì thực sự chiếc máy này là một trong những cái recommend của mình cho cái sự lựa chọn của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo của cửa hàng ThinkPro.